Tôi chắc chắn là người đáng tin để em chút bầu tâm sự. Chuyện gia đình và những áp lực chưa một lần than thở. Mối tình mà em dốc hết tâm can lúc này chỉ còn dang dở. Đưa vội hai tay che đi nỗi uất ức nghẹn trào. Em bảo không khóc nhưng lời em nói cứ bị tiếng nấc chẹn vào. Từ khi nào quãng đường em đi phải bước những bước nghẹn ngào. Như thế tuổi xuân vốn trôi qua chưa từng có lời ước hẹn nào.